Vâng, xin chào anh chị em. Chúng ta đến với chương trình live stream vào tối thứ hai hàng tuần. Hôm nay là thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020. Rồi, xin chào cả nhà. Vâng, chào Lê Hào. Chào Hoàng Hùng. Cả nhà nghe được không ạ? Vâng, chào Chu Chiêu Chu. Rồi, chào Lê Huy. Rồi, chào Sushi. Chào Hiếu Hóm Hình. Chào Trung Lê Văn. Chào Thúy Nguyễn. Rồi, chào Phạm Thế Mạnh. Chào Nguyễn Đức Cường. Chào Cường. Rồi, chào Minh Quang Vũ. Chào Trần Sa Sa. Rồi, chào Công Lực. Xin chào Ngô Công Tuấn Anh. Rồi, cảm ơn Minh Quang Vũ. Chào Sokolo Trần. Rồi, nghe rõ gì ạ? Vâng, tốt quá, cảm ơn anh Vũ. Rồi, chào Tuấn Tùng. Vâng, cảm ơn Ngô Công Tuấn Anh. Rồi, chào Hồng Phan. Rồi, chào anh Phương Nam. Chào Tín Trần. Vâng. Rồi, dạo chơi, dạo chào hỏi nhau vậy xong 8 giờ bắt đầu. Rồi, chào Phúc Phạm. Chào Lê Khắc Đức Huy. Rồi, cảm ơn Trần Sa Sa. Chào Hoàng Huy. Chào Tomo Kim. Không, Ngô Công Tuấn Anh ơi, thầy đang ở quê ở Nam Định. Rồi, chào Hồng Hạnh, chào Thiếu Soái. Vâng, cảm ơn Thiếu Soái. Chào Xuân Hòa. Rồi, chào Lê Minh Đức. Rồi, chào anh Nguyễn Phương Nam. Chào Lan Anh. Chào Huyền Văn. Huyền Vân, chắc Huyền Vân đúng không ạ? Vâng, chào Hoa Dại. Thích nghe giọng thầy à? Chắc là dễ ngủ đúng không ạ? Rồi, chào Phương Nam, chào Thành Nghiệp. Chào Nguyễn Hữu Chí. Chào Hoàng Bộ. Rồi, chào Trần Danh Huy. Chào Ái Phạm. Cảm ơn Ái Phạm, thầy khỏe. Và chào Lê Hào. Giống bác Phạm Nhật Vượng là giống hình tướng thôi, còn nếp nhăn với bộ não là thua xa bác ấy. Phải phấn đấu từng ngày để vượt qua chính mình, để chạm vào cái mốc của bác ấy. Rồi, chào Lương Thị Thanh. Rồi, chào Trần Danh Huy. Chào Ái Phạm. Rồi, cảm ơn Ái Phạm. Chào Nguyễn Thế Cần. Rồi, chào Tuấn Ngân. Và chào Phượng Bùi. Vâng, cảm ơn Phượng Bùi, quê Nam Định. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Huy Hoàng. Vâng, chào Tuấn Anh, Seta. Vâng, chào Lâm Thanh Lâm. Chào Phạm Hưng Hải. Rồi, chào Vũ Khắc Ghi. Cảm ơn anh Vũ Khắc Ghi đã khen tôi đẹp trai. Vâng, chào Hồng Đỗ Đình. Chào Hùng Trần. Vâng, chào anh Nguyễn Văn Anh. Thời tiết bên Lào đẹp không anh Văn Anh ơi? Rồi, chào Mạnh Hải. Chào Nguyễn Lan Hương. Vâng, cảm ơn Nguyễn Lan Hương. Chào Nguyễn Điệp. Chào Trung Thành. Rồi, tinh thần là số lượng cũng đông rồi. Để tận dụng thời gian thì chúng ta dành cho nhau 1 phút like, share và comment. Sau đó chúng ta tập trung vào nghe thôi. Rồi ạ. Vâng, chào Nghiêm Tuấn Hải. Rồi, chào Đoàn Văn Công. Chào Vũ Ngọc Hải. Nào, chúng ta có 1 phút like, share và comment. Rồi, chào Nguyễn Thị Tươi. Chào Thuyết Nguyễn. Rồi, một lần nữa vẫn phải nhắc lại với mọi người là do thời gian, thời lượng live stream nó có hạn, và để trả lời câu hỏi nó rốt ráo. Bởi vì thường các anh chị hỏi nó rất là khó trả lời, nó không có dữ kiện. Cho nên là tôi phải đưa ra các tình huống dữ kiện khác nhau. Cho nên là một cái câu hỏi trả lời nó rất là lâu. Ví dụ có những anh hỏi là: thầy ơi, làm nào để em chọn đúng nghề phù hợp?
Trong khi đó là tôi chả biết ông như thế nào, và hỏi bảo là tức là nồi thì không biết, mà ông hỏi là thầy ơi làm nào cái vung nó vừa cái nồi, thì cái vụ này nó rất là khó xử. Thế thì bắt buộc là tôi phải giả sử cái nồi ấy là cái cỡ bao nhiêu thì cái vung nó vừa, thì thành ra là cái trả lời nó sẽ bị mất nhiều thời gian hơn do cái dữ kiện nó bị thiếu, cho nên bắt buộc tôi lại phải đưa ra các giả thuyết về dữ kiện cho nên nó chết được cái câu hỏi, cho nên phải trả lời nó dài hơn. Chứ còn nếu mà có dữ kiện thì chỉ đưa ra một phương án thôi, nhưng mà chính ra ấy mà nó thiếu dữ kiện như vậy thì cộng đồng ai nghe cũng hiểu được nó tốt, là bởi vì là từ đấy thì chúng ta mới hình dung ra nó có nhiều cái phương án hơn, và chúng ta tìm ra quy luật hay hơn là cái việc mà anh hỏi là thầy ơi ví dụ em bán ớt làm nào tăng doanh thu khi chợ ớt là có mỗi mình em bán, ví dụ thế là đủ dữ kiện. Nhưng mà như vậy lại chỉ giải quyết vào mỗi câu chuyện bán ớt ở chợ thôi, thì người này nghe thì thấy hay, nhưng mà người khác nghe thì thấy nó nhàm chán vì nó nhỏ quá rồi ạ. Vâng, chào Lê Hóa, chào Nguyễn Tuấn, rồi chào Khương Văn Đức, vâng chào Đặng Thành. Rồi rồi bây giờ chúng ta đến với câu hỏi ạ. Vâng, mời các chị đặt câu hỏi đi ạ. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi, anh chị nào đặt trước thì trả lời trước ạ. Vâng. À, chào Nguyễn Thế Cần, cảm ơn Nguyễn Thế Cần, cảm ơn Viên Ngọc. Yeah. Nguyễn Chí có đặt câu hỏi là em chào thầy, thầy ơi học phí 6 tháng CEO bao nhiêu vậy thầy? Chắc em hỏi về cái chương trình Business 2 hoặc là quản trị nhân sự dành cho sinh viên tốt nghiệp, hoặc là quản trị tài chính dành cho sinh viên tốt nghiệp. Thì tôi cũng không nhớ giá nữa, nhưng mà hình như là giá niêm yết thì hình như là 100 triệu cho 6 tháng bao ăn ở, gọi là ngủ nghỉ y đái tất tần tật, và học phí ao đấy đủ các loại. Nhưng mà hình như là có mỗi một đợt nó có cái chính sách khác nhau, vì vậy là anh em phải xem trên cái thông qua tư vấn ấy, thì mới biết là chính sách ở thời điểm hiện tại, và chúng ta chọn cái thời điểm chính sách nó tốt thì chúng ta đăng ký thì nó sẽ giảm chi phí đi. Rồi cảm ơn ạ. Long Mạnh có đặt câu hỏi, thầy ơi em muốn hỏi làm sao để có thể trở thành một người lãnh đạo. Đúng vậy. Mất rồi. Rồi. Bạch Thanh Tuấn có đặt câu hỏi, thầy ơi em mới bắt đầu kinh doanh online thì nên học khóa học nào của học viện CEO ạ? Nếu bắt đầu học online thì bắt đầu làm kinh doanh online thì tôi nghĩ là tôi đoán nếu anh làm kinh doanh online rồi thì tôi tin là cái phần mà chạy quảng cáo online của anh rất là tốt, bởi vì đấy chắc là nghề, cho nên bắt đầu bố với tính đến chuyện làm kinh doanh online. Thế thì có cái khóa mà nếu mà có cái tầm nhìn hơn một chút, bao gồm cả chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, phân tích khách hàng, phân tích sản phẩm, phân tích khách hàng mục tiêu và tìm cái kênh phân phối phù hợp để chạy đúng cái kênh ấy, để giảm chi phí marketing, thì bạn có thể học giáo đốc kinh doanh. Nhưng nếu mà bạn chưa từng kinh doanh mà sử dụng hệ thống chính sách, sử dụng bao gồm chính sách chăm sóc khách hàng, bao gồm có chính sách đẩy hàng, thì bạn sẽ bạn muốn có cái tầm nhìn hơn thì bạn sẽ học giáo đốc kinh doanh. Còn nếu như mà nó đơn giản thuần túy thì bạn có thể học cái khóa mà trưởng phòng quản lý sale bán lẻ. Vì tôi đoán là các bạn được cấp data về, sau đó là các em sale nó sẽ chăm sóc data và nó chuyển đổi thành đơn hàng. Thế cho nên học cái khóa sale thì là nó bù đắp được cái phần thiếu của anh. Nhưng tôi tin là cái phần marketing chạy quảng cáo thì anh ok rồi. Bởi vì trong marketing nó gồm có 3 phần. Một là phần chạy quảng cáo, hai là phần tìm ra cái key để quảng cáo, ba là tìm ra cái key để xây dựng chính sách khách hàng. Thì thường là marketing quan trọng nhất là tìm ra cái key để xây dựng hệ thống chính sách khách hàng. Và tất nhiên trong marketing còn một phần nữa gọi là xây dựng hệ thống điểm bán, và còn một cái phần nữa là xây dựng hệ thống sản phẩm để bán lại trên hệ sinh thái. Thì như vậy là nó có 5 cái chức năng tất cả. Thì anh có thể học giám đốc kinh doanh thì anh sẽ có cái góc nhìn nó rộng hơn, bao gồm cả marketing, cả sale. Thế còn nếu mà nó rẻ tiền và lại ăn được ngay thì nên học cái lớp mà trưởng phòng sale bán lẻ. Và tôi khuyên bạn là nên học thử cái trưởng phòng sale bán lẻ trước vì nó rất là rẻ. Thì như vậy nó bạn mới kiểm tra xem là bạn có phù hợp với cơ địa, cách giảng dạy của tôi không, và bạn thẩm định tôi. Thì nó đỡ rủi ro hơn, nhưng mà bỏ tiền ra mua cái khóa lớn thì nhỡ cái nó tốn tiền thì nó rủi ro dành cho bạn.
Còn tất nhiên là thầy, bạn mua khóa lớn thì thầy đỡ rủi ro, nhưng mà như vậy rủi ro đẩy về bạn thì tôi cũng không thích. Tóm lại là bạn phải nên học thử cái khóa nhỏ trước, và thấy nó ứng dụng được, nó hiệu quả thì bắt đầu chúng ta có sàng rồi, chúng ta đầu tư vào khóa to là vô tư. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Long Mạnh có đặt câu hỏi: thầy ơi, em muốn hỏi làm sao để có thể trở thành một người lãnh đạo vừa có tâm và vừa có tầm. Rồi ạ. Thế nào, trước hết là tôi giải quyết cái câu hỏi đấy nhá. Cái khái niệm đã. Thế nào gọi là có tầm? Thế nào gọi là có tầm? Tầm tức là bạn nhìn. Tầm nhìn mà. Tầm ở đây là khái niệm tầm nhìn, là cái khả năng nhìn xa trông rộng. Hay nói một cách khác là bạn đoán biết được quy luật. Ví dụ như là Khổng Minh, ông ấy đã nhìn thấy là cái thời mà chiến tranh của Trung Quốc như vậy, thì ông đã nhìn thấy là chia cái thiên hạ chia nhau thành thế trận vạc. Tức là ông ấy chưa cần đánh, ông đã nhìn thấy rồi. Và ông đã nhìn thấy là Lưu Bị phải giữ Kinh Châu rồi. Tức là tất cả mọi thứ, những cái người đấy, người ta đã phân tích thoáng qua cái là người ta nhìn thấy là cái quy luật nó phải đến cái ngưỡng như vậy. Thì những ông lãnh đạo mà ông nhìn thấy quy luật thì đấy gọi là tầm nhìn. Đấy. Thế thì muốn có tầm nhìn xa thì bắt buộc anh phải có tuệ lực. Mà muốn có tuệ lực thì người ta phải được va chạm nhiều thời kỳ, rèn luyện nhiều. Tôi lấy ví dụ bác nông dân thì bác ấy chuyên trồng lúa và trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Thì thành ra là tất cả những bác nông dân đến khoảng 60 tuổi, bác chỉ nghe tiếng sấm nó y ộ thôi là bác biết nó mưa to hay mưa nhỏ. Bác chỉ cần thoáng qua nhìn trời đất vào đêm giao thừa thôi, bác bảo là thời tiết năm nay nó tốt hay nó khắc nghiệt. Đấy là những người họ có tuệ lực. Vậy thì bản chất để có tuệ lực thì nó tạo ra tầm nhìn, tức là tìm ra cái nhìn thấy cái quy luật ở rất xa. Thì tóm lại là họ phải là những người trải nghiệm và đập rất là nhiều, và họ tìm ra quy luật. Thì như vậy là để mà có tầm nhìn, bắt buộc bạn phải được học hành một cách tương đối bài bản, và bạn phải là người giỏi quan sát, đặc biệt ham học hỏi và lao động liên tục, thì bạn sẽ có tầm nhìn. Còn đẻ ra không ai có tầm nhìn. Chó nó phải mất mười mấy ngày nó mới mở mắt được, trẻ con nó phải mất một thời gian nó mới nhìn được xa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, đúng không ạ? Xong bắt đầu là về già thì bắt đầu là mắt nó lại kém dần đi, cho nên là nó đi đúng cái hình cung thế này. Đấy. Rồi, thì đấy tôi nói về tầm. Thế còn về tâm thì chia sẻ với anh chị là trong cái buổi live stream lần trước thì tôi đã nói về 12 nhân duyên. Thì trong đó có cái 12 nhân duyên là nói về cái đầu tiên là khi chúng ta vừa mới chết đi đấy, thì chúng ta có một cái phần A lại gia thức, và trong cái A lại gia thức của chúng ta nó đi đầu thai thì nó có một cái phần gọi là phần vô minh. Nó còn chứa cả tham sân si mạn nghi ở trong cái phần A lại gia thức đấy. Thì từ vô minh nó sinh hành, hành nó sinh thức, và bắt đầu thức thì bắt đầu bạn đầu thai sang một kiếp mới thì nó sinh ra danh sắc. Danh sắc nó sinh ra lục nhập nó tiếp xúc với xúc trần. Đấy, xong nó sinh thọ, xong sinh ái, sinh thủ, sinh hữu, xong lại sinh tử, sinh lão bệnh tử, xong rồi lại thành vô minh. Đấy thì đúng một cái vòng 12 nhân duyên là như vậy. Thế thì như vậy là tâm của con người thì là bản chất là do vô lượng kiếp nó hình thành ra tâm của mình ngày hôm nay. Tóm lại là nó do cái rèn luyện trong vô lượng kiếp thì nó mới hình thành tâm của mình ngày hôm nay. Cho nên cũng có những đứa trẻ nó đẻ ra cái nó lớn lên nó đã rất hiền hòa rồi, khi chơi với bạn nó rất là hiền hòa, nó rất là quan tâm đến bạn, nó rất là tốt với bạn. Nhưng có những đứa trẻ đẻ ra cái là đi học một lớp mẫu giáo rồi là chỉ muốn ăn thịt con nhà người ta thôi. Nhưng mà phụ huynh thì lại không biết, lại phấn khởi về khoe với lại hàng xóm là cháu nhà em nó dữ lắm, nó lúc nào cũng đại ca. Thế là mình lại cổ suý cho cái tâm sân hận của nó, cái tâm ngạo mạn của nó. Đấy, thì như vậy là để trở thành một người lãnh đạo có tâm thì cái này nó phải là nằm trong cái vô lượng kiếp của bạn, chứ không phải là tôi nói bảo là bạn cần phải thế này, bạn cần phải thứ kia mà nó hình thành. Thôi thì cái này nó nói tôi nói nhiều rồi. Nhưng mà thôi, bạn sẽ tìm lại thế nào gọi là tâm, thế nào gọi là đức, thế nào gọi là hành. Rồi ạ. Thứ hai là để bạn có tầm nhìn thì
thì bắt buộc bạn phải có thời gian lao động, học hành bài bản, có thời gian lao động, chịu khó quan sát, tìm ra quy luật. Thì như vậy bạn sẽ có tầm nhìn. Và nguyên tắc nhân viên nó làm việc với sếp, nếu mà sếp có tâm thì nếu mà sếp kiếm ăn được là sếp chia cho nó, cho nên nó đi với sếp là nó không sợ thiệt thòi. Nếu sếp có tầm thì là sếp làm ra miếng và tìm có cái đủ trí tuệ để kiếm miếng ăn cho anh em. Và như vậy điều kiện cần và đủ là sếp kiếm được miếng, xong lại có tâm để chia cho anh em, thì đi với sếp như vậy là rất là thích. Thế còn nếu mà đi với sếp mà lại rất là có tâm mà lại không có tầm chẳng hạn, nhìn ngắn tủn, thì sếp còn không ăn no được, lấy đâu mà nhân viên nó ăn no. Đấy, nguyên tắc của ông sếp là ông lãnh đạo phải có đủ 3 thứ: tâm, tầm và tài. Có tâm để nếu có tiền chia cho mình, có tài để nếu mình ngu ông ấy dạy mình, còn có tầm để ông ấy nhìn xa trông rộng, để công ty không bị chết yểu, để ông có tiền ông còn chia cho mình, tức là ông còn có tiền để chia. Như vậy có 3 phần: ông có tài để ông ấy dạy mình, ông có tầm để ông còn có tiền, ông còn làm ra tiền, và ông có tâm thì còn có tiền để ông còn biết chia tiền cho mình. Như vậy là tâm, tầm, tài là ông lãnh đạo rất là quan trọng. Và bản chất là cướp ấy, tướng cướp chẳng hạn, nó không có tâm thôi, nhưng mà tầm và tài nó cực kỳ giỏi. Anh chị không tin cứ để ý mà xem, là cái khả năng chia tiền của mấy anh tướng cướp rất là giỏi. Cái khả năng mà úy não đệ tử của các anh rất là giỏi, cho nên bảo chết là chết. Chứ như mình là xây dựng đủ các loại công thức chia lương nhưng mà không ăn thua. Còn các anh tướng cướp là anh ấy dùng hệ thống chia lương thưởng là rất đơn giản thôi, nhưng mà cực kỳ là hữu ích và có tính khuyến khích rất là cao. Và anh nào biết chia tiền thì anh ấy điều khiển được hệ thống. Rồi, như vậy nhắc lại là tâm, tầm, tài nó là như vậy. Và cảm ơn câu hỏi của anh Long Mạnh. Rồi ạ. Anh Sơn Tinh có đặt câu hỏi: mong thầy giải đáp giúp em câu hỏi này. Em để ý bản thân có ưu điểm về giao tiếp, chụp ảnh, làm video, viết bài sản phẩm tốt, nhưng lại không có hiệu quả trong kinh doanh vì em tiếp cận lượng khách hàng kém. Khi bán online, muốn thầy tư vấn về những khóa học của thầy mà có những vấn đề cần đến những yếu tố trên để học tập. Em muốn tập trung cho việc kinh doanh online nhưng chưa biết bắt đầu thế nào, mong bạn kỹ thuật ghim câu hỏi. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Sơn Tinh. Thực ra tôi cũng không thích trả lời vào những câu hỏi như thế này sâu lắm, bởi vì nó mang tính PR sản phẩm của học viện. Cái chương trình nào PR là PR rõ ràng luôn, còn chương trình là không PR là không PR, thì người xem họ đỡ khó chịu. Và đa phần con người chúng ta là hay nghi. Ví dụ như là bạn hỏi câu hỏi này mà tôi trả lời sâu quá vào câu hỏi của bạn, thì mọi người là nghĩ là đây là câu hỏi cài đặt chứ không phải là câu hỏi vô tình. Tuy nhiên thì tôi sẽ trả lời rất là ngắn gọn thế này: vốn dĩ kinh doanh là quá trình chuyển đổi tâm lý của khách hàng. Khách hàng họ chuyển đổi qua các tâm lý như sau. Một là chưa biết, họ chưa biết đến công ty mình thì mình phải làm cho họ biết, thì cái phần đấy là nhiệm vụ của truyền thông. Họ biết đến công ty mình rồi nhưng họ chưa tin công ty mình thì mình phải làm cho họ tin, đấy là nhiệm vụ thứ hai. Họ tin công ty mình rồi nhưng họ không biết công ty mình kinh doanh sản phẩm gì, thì như vậy nhiệm vụ truyền thông là nhiệm vụ thứ ba. Như vậy họ biết công ty mình, họ tin công ty mình và họ biết mình kinh doanh sản phẩm gì, như vậy là được 3 việc. Xong rồi họ biết kinh doanh sản phẩm đấy nhưng họ nghĩ là không ảnh hưởng gì đến cuộc đời họ, thì như vậy nhiệm vụ thứ tư là tạo nhu cầu cho khách hàng để họ có nhu cầu dùng sản phẩm. Như vậy việc của truyền thông có 4 việc, đến đấy là kết thúc. Nhưng mà để mà làm được 4 việc này thì lại chia ra đa 3 mức độ. Một mức độ là tìm cái key, nói cái gì để họ tin, nói cái gì để họ biết là mình bán sản phẩm ấy, nói cái gì để cho nó lan tỏa, họ biết đến mình nhanh, thì cái đấy nó gọi là key trong truyền thông. Vì vốn dĩ truyền thông là truyền thông điệp, vì vậy phần truyền và phần thứ hai là phần thông điệp, cho nên key chính là phần thông điệp. Và phần thông điệp là phần cực kỳ quan trọng. Một chiếc xe chở hàng đến nhà thì chở vàng nó khác hoàn toàn với chở phân. Một cái video cũng tiếp cận với khách hàng nhưng nội dung video là vàng nó khác hoàn toàn với một đống phân. Cho nên cái thông điệp nó rất là quan trọng.
Và anh chị mới biết là Viettel họ chỉ cần mua được mỗi cái thông điệp là hãy nói theo cách của bạn, cộng với nhận diện thương hiệu cái logo thôi. Mà họ phải thuê nước ngoài rất rất nhiều tiền, tiền tỷ tiền Việt đấy, chứ không phải đơn giản. Đấy, chia sẻ với mọi người như vậy. Như vậy là cái key của truyền thông, thì cái đấy gọi là thông điệp. Sau khi làm cho họ biết đến mình, họ tin công ty mình, họ biết công ty mình bán sản phẩm gì, dòng sản phẩm gì thôi, và họ gì ạ, có nhu cầu mua cái dòng sản phẩm đấy, thì truyền thông xong à, và bắt đầu họ có nhu cầu. Thì khi họ có nhu cầu về sản phẩm thì họ sẽ đi tìm kiếm. Vậy thì khi họ tìm kiếm thì họ sẽ search Google hoặc họ đi tìm kiếm offline. Như vậy chúng ta phải tạo dựng điểm bán trên hệ thống online hoặc tạo dựng điểm bán trên hệ thống offline. Sau khi tạo dựng điểm bán rồi, nhưng mà khách hàng biết điểm bán, nhưng khách hàng còn có rất nhiều sự lựa chọn. Ngoài cái sự lựa chọn của mình ra, họ còn nhiều đối tác cung cấp nữa. Cho nên làm thế nào để họ lựa chọn mình, thì phải làm cho họ tin sản phẩm của mình. Họ tin mình là một chuyện nhé, họ tin công ty mình là một chuyện, nhưng họ phải tin cái sản phẩm của mình cơ, thì họ mới dùng. Như vậy, việc một đối với marketing là xây dựng điểm bán. Hai là làm cho họ tin mình, mà muốn làm cho tin thì lại phải xây dựng key quảng cáo. Đấy, gọi là cái key quảng cáo, cái đấy rất quan trọng. Và muốn tìm được cái gì ạ? Và sau khi mà quảng cáo để họ tin ta rồi, thì bắt đầu họ có nhu cầu mua hàng hóa của chúng ta rất rõ rệt. Họ đến điểm bán rồi nhưng họ vẫn chần chừ chưa ra quyết định. Cho nên mình phải xây dựng chính sách để chốt sale. Vì vậy ở miền Nam thì phải tặng quà, miền Bắc thì phải hạ giá, đấy là nguyên tắc. Vì vậy nó có những cái đợt hạ giá để giúp cho người ta ra quyết định một cách dễ dàng hơn. Tôi làm như này là tôi chia sẻ mọi người, thế này là chia sẻ hết bí quyết rồi đấy. Thế thì như vậy là cái việc thứ ba là xây dựng hệ thống chính sách. Như vậy tôi nói lại này: một, xây điểm bán; hai, quảng cáo; ba, xây dựng hệ thống chính sách; và bốn là sau khi họ mua hàng thì mình nghiên cứu toàn bộ cái thói quen của khách hàng, tập khách hàng cũ của mình, hay chúng ta hay gọi là hệ sinh thái khách hàng. Thì chúng ta nghiên cứu trên cái hệ sinh thái đấy, họ có yêu cầu thêm gì về sản phẩm không, họ có nhu cầu mới gì về sản phẩm mới không, thì chúng ta đưa ra những cái đề xuất liên quan đến sản phẩm. Thì như vậy là cái bước tiếp theo, là bước thứ tư để chúng ta nghiên cứu để chúng ta bán lại cho khách hàng cũ. Thì như vậy đối với marketing nó có, thường là nó có bốn cái chức năng căn bản như vậy. Thế thì như vậy là tôi nhìn vào đây thì tôi thấy là bạn có khả năng giao tiếp tốt, thì cái giao tiếp tốt này nó không giải quyết cái gì cả. Giao tiếp hiệu quả nó với là giao tiếp tốt, còn giao tiếp tốt tức là có khi bạn nói vui thì đấy không phải là giao tiếp tốt, mà đấy gọi là giao tiếp vui. Còn giao tiếp tốt là giao tiếp đạt được hiệu quả và hai bên thấu hiểu và gắn bó với nhau, thì đấy mới gọi là giao tiếp tốt. Chứ không phải giao tiếp tốt là nói chuyện rất nhiều người thích nghe. Đấy, như tôi nói chuyện hôm nay thế này là cũng không gọi là giao tiếp hiệu quả đâu, bởi vì có chốt sale được đâu, có ra tiền đâu. Nhưng mà giao tiếp kiểu này gọi là giao tiếp vui đấy, chứ không giao tiếp hiệu quả được. Cho nên tôi muốn chia sẻ với bạn thế nào gọi là giao tiếp tốt đã. Không, bạn hình dung sai về mặt giao tiếp, bạn định nghĩa sai là cuối cùng bạn tự tin là mình giao tiếp tốt là cuối cùng là chết dở. Câu chuyện thứ hai là bạn làm chụp ảnh và làm video thì bản chất là bạn đóng gạch. Trong xây nhà thì có 3 khâu. Cái khâu đầu tiên là thiết kế viên gạch, khâu thứ hai là đóng gạch, và khâu thứ ba là vận chuyển gạch đến chân công trình để cho khách hàng họ dùng gạch. Vậy quan trọng nhất là ông xây dựng thông điệp ấy, truyền thông, thông điệp quảng cáo, thì cái phần đấy nó gọi là thiết kế viên gạch. Còn chú biết làm video, biết chụp ảnh là chú chỉ biết đóng gạch thôi. Còn ông chạy quảng cáo là ông biết gì ạ? Vận chuyển gạch. Vậy gạch là quan trọng chứ không phải là đóng gạch và vận chuyển gạch quan trọng. Hai cái kia cũng quan trọng nhưng nó chỉ là thứ yếu thôi. Nhưng mà thông điệp là số 1. Cũng như một xe hàng nó chở đến nhà mình ấy, thì có 3 phần. Một là hàng hóa trên xe, hai là chiếc xe, và ba là lái xe, chở hàng đến. Vậy ông chạy quảng cáo là ông lái xe chở hàng đến. Cái ông mà chở thông điệp chính là cái ông video đấy, là chính là cái xe. Thế còn hàng hóa trên xe chính là thông điệp. Vậy thông điệp nó quan trọng hơn là xe và thằng lái. Cho nên chở vàng thì nó quan trọng hơn. Quan trọng nhất là trên xe chở cái gì, chứ không phải nó quan trọng là người chở và xe chở.
Rồi à, thế thì từ đấy anh mới thấy là anh mới có được cái khả năng giao tiếp. Tôi chưa biết hiệu quả hay không nhá, cho nên tôi không kết luận. Thứ hai, anh mới có khả năng làm video, anh mới có khả năng chụp ảnh. Như vậy đứng về mặt khả năng làm video và chụp ảnh là anh mới biết đóng gạch thôi, đúng không? Hoặc là anh mới gì ạ? Mới làm ra cái xe ô tô thôi. Còn việc sử dụng cái xe ô tô chở cái gì và đi đến đâu thì anh chưa biết. Thế thì như vậy để cho anh thấy là anh còn thiếu cái phần gì. Và để học hết toàn bộ cái này thì anh phải học giám đốc kinh doanh. Thì anh sẽ có cái góc nhìn tổng thể. Một là phân tích sản phẩm. Hai là ra được khách hàng mục tiêu. Từ khách hàng mục tiêu phân tích ra được thói quen tiếp cận thông tin để tìm kênh truyền thông. Hai, sở thích để tìm cái quảng cáo. Ba là nhận thức để thay đổi, để truyền thông thay đổi nhận thức. Sau khi mà tìm ra khách hàng mục tiêu như vậy thì bắt đầu chúng ta ra được toàn bộ hệ thống truyền thông marketing và hệ thống sale chính sách, thì nó sẽ là một cái hệ thống đồng bộ. Và bắt đầu mình mới có cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức với cần bao nhiêu chú đóng gạch, bao nhiêu chú vác gạch, bao nhiêu chú thiết kế gạch, và ném gạch xong thì nợ nhuận được bao nhiêu tiền trên một viên gạch. Đấy, chúng ta phải đo rất là kỹ như vậy. Thì bạn phải học chương trình giám đốc kinh doanh thì nó mới ra như vậy. Và chương trình giám đốc kinh doanh đang là học online. Và sau đó thì mở online 60 ngày. Còn có anh học 5-7 ngày xong, kệ các anh. Nhưng mà sau đó đến hết cái thời kỳ Covid thì chúng ta học offline với nhau đâu 1 ngày rưỡi hay 2 ngày gì đó. Đấy, đại loại như vậy. Và gặp nhau ở resort để bắt đầu vướng mắc cái gì thì các đại ca hỏi hết, xong rồi là để ứng dụng vào thực tế. Sau đó là 1 năm thì các anh chị có 12 lần gọi là hỗ trợ sau đào tạo. Mỗi tháng có 1 ngày gặp Bắc một địa điểm, Nam một địa điểm. Thế là tôi dẫn dắt hỗ trợ thêm 12 lần trên năm nữa, mỗi tháng lần. Thì cứ vướng mắc cái gì hỏi. Thì như vậy là gồm 3 phần. Một là phần đào tạo, hai là phần gì ạ? Chỉ cách ứng dụng vào thực tiễn, và ba là phần kèm cặp. Như vậy nó sẽ kéo dài trong suốt 1 năm. Thế thì trong trường hợp mà nếu mà hết cỡ như thế này mà các anh mà không giỏi được thì chứng tỏ là tôi ngu. Đó. Hoặc là nếu mà có độ khoảng cứ 10 người mà độ khoảng 4 người giỏi, còn 4 người bình thường và 2 người ngu thì chứng tỏ là tôi cũng được, không đến nỗi tệ. Và như vậy tôi đo. Rồi ạ, cảm ơn anh. Rồi, chúc anh kinh doanh an lạc. Bởi vì có trí tuệ, có phương pháp kinh doanh thì dứt khoát sẽ an lạc. Rồi, cảm ơn anh. Anh Khang có đặt câu hỏi. Thầy ơi, thầy cho em hỏi làm thế nào để học Phật một cách đúng mà không đi sai đường ạ? Em đã hỏi câu này 3 livestream rồi, mong add game cho em với ạ. Em cảm ơn nhiều. Bạn hãy hình dung thế này. Học Phật cũng giống như chúng ta bác một cái thang để chúng ta leo lên trần nhà vậy. Và ở trần nhà người ta gọi là Niết Bàn. Ở trần nhà người ta gọi là Niết Bàn. Chúng ta bước vào cái bậc thang thứ nhất thì nó ở tầng thấp. Và bây giờ tôi định nghĩa thế nào là Niết Bàn, thế nào gọi là tầng thấp. Ở chúng ta ở càng tầng càng thấp thì hàm lượng tham sân si mạn nghi trong con người mình nó càng lớn. Nhưng càng lên trên cao, lên cái tầng trên cao thì hàm lượng tham sân si mạn nghi trong con người mình nó ít dần. Và có nghĩa là leo lên trần nhà thì là tham sân si mạn nghi trong con người mình nó hết sạch. Và lúc đấy người ta gọi là lậu tận thông, hay người ta gọi là tâm vô lậu đây. Nó không còn những cái hàm chứa những cái tham sân si mạn nghi nữa. Vậy bản chất mọi người chỉ cần hiểu rất đơn giản thế này thôi. Bản chất của tu đạo Phật là bỏ tham sân si mạn nghi đi. Nhưng khó nhất trong đạo Phật là bạn phải biết tầng bậc của bạn. Nếu bạn đang ở mặt đất thì bắt buộc bạn phải tu ở cái ngưỡng nấc thang thứ nhất. Xong rồi nếu mà bạn đang ở nấc thang thứ nhất, bạn bước lên nấc thang thì bạn phải vào cái cửa của nấc thang thứ nhất. Còn nếu bạn đang ở mặt đất thì bạn phải tập bước lên cái bước thứ nhất cái đã. Vậy thì thường là khi mọi người nhìn hết một cái thang, người ta vạch cho đạo Phật từ cái cõi ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, trời, sau đó sang cái cõi Phật. Thì sau khi mình nhìn thấy được cái nấc thang cuối cùng ở trên trần nhà, thì chính trong lúc tu học thì con người đã bị mắc một căn bệnh tham, gọi là tu tham. Khi anh ở chân cầu thang
thì anh phải bước từng bậc thôi, chứ anh không thể đòi leo một phát lên nóc nhà được. Nếu mà leo phát lên nóc nhà vậy thì anh lại là thánh rồi, anh bay rồi. Vậy thì bắt đầu là nó liên quan đến cái câu chuyện này, thì nó liên quan trong đời sống của tu học. Ví dụ anh cũng đòi thiền định, nhưng anh phải hiểu là tâm anh nó động lắm. Ví dụ anh đang ở cái tầng mà súc sinh chẳng hạn, làm sao anh ngồi anh thiền định được? Đến chó nó phải già, bắt đầu nó mới ngồi mà nó mới nằm nim dim, nó nim dim thế này, nó mới hóng chưa hè được. Còn chó con mà bảo là nó ngồi nó nim dim, nó hóng chưa hè khó lắm, nó tăng động. Vậy thì nếu như mình là thành phần tăng động, thế mình ngồi thiền thì thôi, họ ngồi được 30 phút kệ họ, họ ngồi tiếng kệ họ, phước báu của họ nó ở cái tầng trẻ rồi. Thế thì mình chỉ cần ngồi mà 2 phút thôi, nó tĩnh tâm thôi, ồ thế là hạnh phúc lắm. Thế có nghĩa là mình đã tiến bộ hơn ngày hôm qua rồi, tức là đã neo được cái tay thang đầu tiên rồi. Xong rồi ngồi đến một tháng sau mà ngồi được 5 phút tĩnh tâm thôi là tốt lắm rồi. Thế nhưng mà vì trong lúc tu là ông đã tham và mạn rồi. Thằng nào tu cũng muốn là tao tu phát là tao lên tầng trên, tao là con người tâm tốt, tao tuyệt vời, tao ngồi phát định luôn đến Đức Phật. Còn 6 năm tu khổ hạnh mà có hai ông thầy cao thủ dạy hết sách rồi, mà 6 năm tu khổ hạnh xong cộng 49 ngày nữa bắt đầu mới lên được Niết Bàn. Thế mà nhiều ông là đòi tu mà vừa mới hỏi thầy ơi đạo Phật là gì, em muốn thiền nhưng mà em không định được, là ngay lập tức ông đã bị tham rồi. Vậy đầu tiên ông ngồi mà ông không định được, mà ông chỉ cần ngồi được thôi. Còn kệ bà, nó muốn nghĩ cái gì kệ đâu, cứ nó không tăng động đâu. Kiên trì ngồi thử 10 phút xem. Xong bước 2 là gì ạ? Ngồi 10 phút xong bắt đầu là ta tách khỏi cái tâm của ta và để ý xem nó nghĩ cái gì. Thế thì tóm lại là tâm của nó, mình cứ để thả lỏng tâm, nó thích nghĩ cái gì cũng được. Nó nghĩ đến tiền cũng được, nó nghĩ đến gái cũng được, nó nghĩ đến kẻ thù cũng được, nó thích nghĩ cái gì cũng được. Nhưng ít nhất là mình ở ngoài mình quan sát là mình biết là thằng tâm mình bị cái bệnh gì, đúng không ạ? Xong bước 3 mình mới chữa được bệnh của nó không? Đầu tiên có phải là quan sát tâm thì mới chữa được bệnh của tâm không? Thế thì thường các bố nhảy vào phát là các bố tham luôn. Đấy, vậy thì bản chất tu học là leo lên tầng trên. Và càng leo lên tầng trên thì lượng tham sân si mạng nghi càng giảm. Và lên đến trần nhà là tham sân si bằng không. Vậy nếu mình đang ở mặt đất thì thôi, mẹ ngồi im được là tốt rồi, không bị tăng động là tốt rồi. Nếu lên được cái tay thang thứ nhất là mình nghĩ cái gì là mình biết mình nghĩ cái gì. Mình mất dạy là mình biết mình mất dạy. Mình ngu cái gì là mình biết mình ngu cái đó. Thế là đã thành công rồi. Xong bước thứ 3 mới sửa cơ mà. Chứ thường các ông tôi thấy là đa phần là tại sao tu Phật vào là các bố chưa tu thì không tham, tu xong phát tham lắm. Xong nhảy vào phát là chấp pháp, biết đến đạo Phật phát là thứ nhất là về không ngủ vợ nữa. Thế là vợ đuổi ra khỏi nhà, mà ngồi gốc cây thì muỗi nó cắn không chịu được. Thế là bắt đầu thấy đời nó khổ nhá. Thứ hai tu xong bảo thôi em không làm gì nữa, bây giờ em chỉ làm thứ nó không sân si nữa, em chỉ làm thứ nó vui với đời thôi. Thế là không có tiền, con cái nó nheo nhóc là con nó thủ hẳn không. Xong tu xong lại bắt đầu là chuyển sang là tu tham, bắt đầu lại ăn chay toàn tập. Trước là ngày 3 lạng thịt, bây giờ ăn chay toàn tập. Xong nó tụt huyết áp, nó ngất bà ra đấy. Xong bảo là số nó đen. Không phải. Vậy thì nếu trước đây chúng ta ăn 3 lạng thịt một ngày thì thôi, bây giờ ăn 2 lạng, xong ăn 1 lạng, xong 10 năm sau ăn chay đã chết ai. Đã biết đến đạo Phật phát là sốc luôn, ăn chay. Sốc luôn, không ngủ vợ nữa. Sốc luôn, không làm việc nữa, nên chùa được cho sư và đi theo sư đi cúng lễ. Thế thì có mà chỉ có phá cuộc đời này chứ tu cái gì, đúng không ạ? Vậy thì căn cơ mình đến đâu thì mình sẽ chọn cái pháp tu đến đấy. Ví dụ mình đang ở cửa sổ, mình leo ra cái thang thì thôi, mình bước vào cái tay thang thứ 3 thì ok. Nhưng mà từ mặt đất mà leo lên vào cái thang thứ nhất thì chúng ta phải chấp nhận là thấp hơn đấy. Cho nên mọi người hình dung
là để cái cách để chúng ta lựa chọn cái pháp tu để cho nó phù hợp với căn cơ của mình. Nhưng phần lớn do con người chúng ta chưa tu đã bị tham, bị mạn rồi, cho nên thể hiện là ta đây là tu ở tầng bậc cao rồi để cho nó oai ấy. Thứ hai nữa là muốn tu thật là nhanh, tham ấy. Thế là thành ra là mà nguyên tắc cứ tham và mạn một phát là não nó lại đóng lại, nó ngu ngay. Đấy, bắt đầu ngồi thiền là chỉ nghĩ đến thần thông, rồi nghĩ đến bao giờ mình đạt được chánh niệm, rồi bao giờ mình đạt được định, rồi bao giờ thành Phật. Thế tôi nói những cái thứ đấy nên chỉ có làm ngu người như thế mà. Rồi ạ. Cuối cùng là chúc cho chúng ta hiểu được tu tập và lựa chọn cái điểm mà nhập làn đấy, giống như đi trên cao tốc đấy, chọn cái điểm nhập làn để tu cho nó gì ạ, phù hợp. Nếu không là nó làm cho mình tu tham và tu mạn, thì cuối cùng là làm cho cuộc đời của mình nó đi xuống, nó khổ hơn. Và cuối cùng thì tôi có một cái lời khuyên là tu gì thì tu, nếu anh tu xong mà anh nhìn thấy cuộc sống của anh nó an lạc hơn thì như vậy là tu đúng. Và để làm rõ cái khái niệm an lạc thì tôi cũng làm rõ cái khái niệm khoái lạc. Đây là tôi cũng nghe lóm được cha, một vị cha xứ dạy về khoái lạc. Cha xứ bảo là cái khoái lạc là cái mà sướng tạm thời, lạc là vui mà. Cái niềm vui tạm thời là vui xong thì mình lại phải trả giá cho cái vui đấy, thì gọi là vui vay mượn. Ví dụ ngồi ở nhà bạn vì uống mấy ly rượu cho nó vui, nhưng lúc về là phải lẩn công an, và nhìn thấy công an là khiếp và nó mất đàng hoàng, thì như vậy là vay mượn cái vui và chút nữa là buồn. Hay là vì uống chén rượu vào sa đà xong bắt đầu say, về nhà cho đầu vào cái toilet nôn, thì như vậy là khoái lạc là niềm vui vay mượn, tí phải trả ngay. Hay là đánh lô đề trúng phát ngày hôm nay, gọi game đi liên hoan, ngày hôm sau vỡ mặt, thì như vậy cái đấy gọi là khoái lạc. Và tất cả những thứ mà khoái lạc đều là những thứ gọi là vay mượn niềm vui, và họ phải trả lại bằng nỗi buồn sau cái niềm vui đó. Cho nên anh nào mà ngoại tình chẳng hạn là thấy ngay phải trả giá, vì đạt được khoái lạc thì phải trả giá. Thế thì như vậy là cái khái niệm đấy gọi là khái niệm khoái lạc. Còn tôi gọi là tu mà làm cho cuộc sống của mình an lạc hơn, tức là an lạc là cái niềm vui nó bền vững, không phải niềm vui vay mượn, thì như vậy là chúng ta đang tu đúng. Còn tu mà làm cho chúng ta sân hận, chúng ta dễ cáu giận, thì bạn phải hiểu là bạn đang tu quá so với căn cơ của mình, và nó gây ra ức chế tâm, cho nên mình dễ cáu giận, mình dễ sân hận, mình hay dạy bảo, mình chấp pháp. Đấy, ví dụ một người họ nói về tu đạo cái gì cái là mình nhảy vào, mình bảo phải như thế này, phải như thế kia, như vậy là chấp pháp. Mỗi anh nhập môn vào đạo Phật cũng giống như đi vào con đường cao tốc, thì mỗi anh nhập ở một làn khác nhau. Thế thì ở mỗi một làn khác nhau thì có cái cách lái xe khác nhau. Cớ sao anh đi ở cái làn đằng trước mà anh lại bảo tôi là cái làn đằng sau phải đi giống hệt anh, thì mới gọi là biết tu là làm sao. Vì vậy chưa tu thì còn tử tế, tu rồi là chấp pháp và dễ sinh ra sân hận và cãi nhau đúng sai. Đấy, thì chia sẻ với mọi người về phương pháp tu đạo Phật một chút, và hy vọng mọi người cũng ngộ được. Và chúng ta chỉ cần hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua có nghĩa là tốt rồi. Đấy chính là mong muốn của đạo Phật đấy, chứ không phải có cái gì ghê gớm đâu. Rồi ạ. Chúc anh sớm tu tập được nên niết bàn. Rồi ạ. Anh Nguyễn Trung Kiên có đặt câu hỏi là: thầy có thể chia sẻ quan điểm của thầy về một số ý kiến cho rằng lựa chọn quan trọng hơn cố gắng được không ạ? Em cảm ơn thầy. Chúc thầy sức khỏe ạ. Thưa anh, bất cứ cái gì bản chất trong cuộc đời này thì cũng gọi là lựa chọn, và tôi chia lựa chọn làm 3 nhóm. Lựa chọn đầu tiên là lựa chọn nỗ lực về phần thân. Tức là thay vì chúng ta làm việc 8 tiếng thì chúng ta làm việc 10 tiếng. Thay vì chúng ta nói ít thì chúng ta nỗ lực nói nhiều lên chút trong bán hàng, ví dụ thế.
tức là tăng cái phần kỹ năng đấy, tôi lấy ví dụ thế. Thì cái nỗ lực phần thân thì nó có thể gia tăng cái kết quả hiệu quả công việc từ 10 nó có thể lên được 12. Tôi lấy ví dụ, bạn có rất giỏi về chốt sale thì bạn cũng chỉ chốt được 30% nếu như trung bình hệ thống nó đang chốt 20%, những người bình thường họ chốt 20%. Như vậy chúng ta để hiểu là nếu tối ưu về chất lượng nhân sự thì chúng ta chỉ tăng được hiệu quả của công ty lên được 1.2 thôi. Đến 1.5 là hết cỡ. Vì vậy là nếu đuổi COA, lấy COB siêu cao thủ về sale mà COA cứ 10 được 2 đơn hàng thì COB nó siêu cao thủ về sale đi chăng nữa nó chỉ được 3 là hết cỡ. Như vậy bạn chỉ tối ưu trong hệ thống quy trình là 1.5 thôi. Bạn nhìn thấy không ạ? Như vậy cái phần đấy gọi là tối ưu về phần nỗ lực và kỹ năng. Thứ hai là lựa chọn thứ hai là lựa chọn thay đổi cách làm. Và cách làm người ta gọi là tư duy đấy. Tôi lấy ví dụ, bạn đi từ đây, ví dụ từ Nam Định nhà tôi thôi mà lên Hà Nội. Thế thì tôi có nỗ lực đi mấy thì đi, thì bình thường là đi mất 2 tiếng rưỡi, mà ông có đạp xe mà phọt khói mông ra chăng nữa thì cũng phải mất 2 tiếng 15 phút. Như vậy ông chỉ tối ưu được 15 phút thôi, mà nguy cơ là lao vào vỉa hè là rất lớn. Như vậy cái đấy gọi là tối ưu về mặt kỹ năng, hay còn là tối ưu về mặt phần thân, hết cỡ chỉ bằng đấy thôi. Vậy thì cái cách thứ hai là người ta tối ưu về mặt cách đi, về cái cách đi ấy. Thế thì bây giờ là tôi sẽ không đi con đường đấy nữa, mà tôi sẽ tìm ra một con đường nào đó, ví dụ như là đường hàng không chẳng hạn, mà tôi mua được cái máy bay trực thăng. Thì như vậy tôi chỉ đi mất độ khoảng 30 phút là lên tới Hà Nội. Như vậy cái loại thứ hai là loại tối ưu về mặt gì ạ? Cách làm, mà chúng ta gọi là phương tiện và công nghệ đấy. Xong cái cuối cùng là tối ưu thứ ba là tối ưu về mô hình. Ví dụ đang là làm offline mà chuyển sang online thì chúng ta đỡ được rất nhiều tiếng phải từ nhà đến cơ quan tắc đường. Và như vậy cứ ngồi ở nhà vẫn làm được hiệu quả nếu có cách quản trị online, mà lại không phải tốn chỗ ngồi, không sợ lây bệnh dịch, ví dụ thế. Thì như vậy nó gọi là tối ưu về mặt mô hình. Như vậy trong doanh nghiệp nó vẫn có 3 phần: tái nhân sự là thay đổi con người, vì vậy nó chỉ nâng hiệu quả của doanh nghiệp từ 1 lên 1.2 đến 1.5 là hết cỡ. Nhưng mà gì ạ? Tái cơ cấu, tức là thay đổi mô hình công ty một tí, thay đổi cái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu thì có thể là sẽ nâng lên cao hơn. Nhưng tái cấu trúc là ghè đi, thay đổi cả chiến lược sản phẩm lại, thì như vậy nó gọi là tái cấu trúc. Và tái cấu trúc nó mới tạo ra sự đột phá lớn nhất. Và trong con người cũng vậy, không ai gọi là nỗ lực làm giàu, mà đa phần học gì ạ? Tư duy làm giàu. Vì cái tư duy là thay đổi cách làm, nỗ lực là thay đổi thời gian biểu. Vậy thì nếu mà cả nỗ lực mà lại cả thay đổi được tư duy thì nó lại tăng cái đột phá lên. Đấy, để mọi người hiểu. Vậy thì ở đây là tôi muốn nói là lựa chọn đúng là quan trọng hơn nỗ lực. Lựa chọn cách làm, lựa chọn mô hình làm quan trọng hơn là nỗ lực rất là nhiều. Và ở sale ở chỗ chúng tôi suốt ngày tôi bảo là chúng mày cứ lấy móng tay chúng mày gậy. Gậy vậy thì đến bao giờ mới được? Người ta phải gì ạ? Phải vãi thuốc lên tường và cả miếng tường nó bở xuống thì đấy mới gọi là đỉnh cao của chúng mày. Phải nghĩ đến những cái tái cấu trúc kiểu như vậy cơ. Thì như vậy đấy mới là cái cách mà tao mong muốn, chứ còn chúng mày nỗ lực hơn chút thì nó cũng chỉ được tí thôi. Đấy. Vậy thì từ đây nó mới suy ra là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Và nói đời một chút, đầu tiên nói về con người, thân tâm tuệ. Tuệ mà nó sáng thì thân nó lười đi chút, có khi hiệu quả vẫn cao. Nhưng tuệ mà ngu mà lại thân nó lại nhiệt tình nữa thì hiệu quả nó âm. Mà đấy, cho nên là gì ạ? Tâm sáng, thân nhiệt tình nhưng không có tuệ thì
thì chỉ có ngu và nguy hiểm thôi. Cho nên tuệ cực kỳ quan trọng. Nhưng mà nó lại hay là như tay phải rửa cho tay trái vậy. Tuệ nó lại sinh ra trong quá trình lao động miệt mài. Cho nên bắt buộc lại phải lao động nỗ lực thì nó mới sinh tuệ. Vì vậy, cái cách mà người ta học nhau ấy, là cái thằng mà nó lau chau ấy, thì nó hay có cái bệnh là đến công ty người ta phát là nó thích sáng tạo luôn. Còn cái người chín chắn là nó học được tất cả những cái thứ mà công ty người ta đang làm đã. Xong nó làm, nó có thành quả công ty người ta, bắt đầu nó mới nghĩ đến chuyện sáng tạo. Thì rất nhiều các bố là lau chau là nghĩ đến sáng tạo trước khi mà làm được. Thế thì bước 1 là phải làm được, bước 2 là sáng tạo chứ. Cho nên bước 1 nỗ lực làm được, bước 2 nó mới sinh ra sáng tạo. Vậy cuối cùng lựa chọn gì thì lựa chọn đứng về mặt lý thuyết mà nói. Thay đổi về tuệ nó sẽ đột phá, thay đổi về thân nó không đột phá được. Nhưng trong hành vi hàng ngày của chúng ta thì bước 1 lại phải thay đổi về phần thân trước thì bắt đầu phần tuệ nó mới sáng được. Cho nên không có nghĩa là thấy thầy bảo vậy là mai bắt đầu em chỉ ngồi đọc sách với nhà nghiên cứu, không có. Chỉ có trong lao động với hình thành lên trí tuệ và đạo đức. Cho nên là các anh chị phải lao động, phải nỗ lực thì trí tuệ nó mới sinh khởi. Mà trí tuệ sinh khởi thì chúng ta mới có tư duy đột phá. Và đấy chính là lựa chọn cao hơn. Rồi ạ, cảm ơn anh. Vâng, mời cả nhà uống nước ạ. Bác Nguyễn Viết Xuân có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi, em càng ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống thì càng cảm thấy mình khó hòa đồng với mọi người. Em cảm giác như không cùng tư tưởng. Xin thầy soi sáng dùm em vấn đề này với ạ. Vâng ạ, thưa anh Xuân. Cái này tôi cũng quay trở lại, nó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Thường trong đời sống của con người thôi, chúng ta cư xử với nhau nó cũng chia làm 3 tầng. Tầng 1, khi mình không biết thì cái gì mình cũng nỗ lực hòa đồng để học. Đến tầng thứ 2, mình biết rồi thì mình quay ra là bắt đầu phân biệt đâu là kẻ hèn, đâu là người trí. Thì chính từ trong tâm của mình đã phân biệt người hèn, kẻ hèn, người trí. Và từ cái tâm của mình nó sinh ra cái đó thì nó xuất hiện một cái năng lượng là khi mình ứng xử với họ là mình đã coi thường kẻ hèn và trân quý người trí rồi. Thế thì họ cũng cảm nhận được. Và lúc bấy giờ họ không muốn gần bạn nữa. Và bạn trở thành người xa lạ trong mắt họ. Nhưng bạn vượt qua giai đoạn đấy, giai đoạn 2 mà tôi nói ấy, thì đấy chính là giai đoạn chấp pháp. Giai đoạn chấp pháp. Xong đến cái giai đoạn thứ 3, bạn leo lên được tầng 3 là giai đoạn bạn biết hết và bạn biết sử dụng một cách mềm mại. Thế thì khi mà bạn ngồi nói chuyện với người mà theo kiểu người phàm phu tục tử chẳng hạn, bạn có thể dở cái môn phàm phu tục tử của bạn ra, bạn nói chuyện với họ để mà hai bên nó hòa đồng, nó vui vẻ. Tức là bản chất trong giao tiếp là tạo ra sự hòa đồng. Mà muốn hòa đồng được với nhau là phải cùng tầng bậc. Mà muốn cùng tầng bậc thì họ mà phàm phu tục tử là mình phải phàm phu tục tử. Tôi lấy ví dụ về tôi gặp mấy bác thợ xây, tôi bắn thuốc lào phè phè. Bác bảo không ngờ chủ tịch hội đồng quản trị mà gần gũi nhè. Ô, năm tôi hút có 2 điếu ấy mà. Nhưng mà phải biết dùng để gần gũi. Đó. Thế thì nhưng mà đa phần đó, là các bạn bị một cái bệnh là khi bạn biết một phát là bạn chấp cứng vào cái đó. Bạn bảo là tu là phải như thế này, đã là người là phải nói như thế này, là phải ăn như thế này, phải làm như thế này. Và đây là căn bệnh bạn bị chết cứng ở trong cái mớ kiến thức mà bạn biết. Tương tự như vậy, khi bạn đi học đại học ra và không có ai dạy cho bạn cách sử dụng cả, thì người ta bảo là muốn làm kinh doanh thì phải mở công ty, thì việc đầu tiên bạn phải phân tích SWOT, đúng không? Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa. Xong, việc thứ hai, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi. Xong, việc thứ ba là bắt đầu là phải xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc,
rồi đủ các thứ chi tiết, rồi BSC xây dựng chiến lược, rồi tính điểm hòa vốn vân vân và vân vân. Và thưa các anh chị, nếu trong đời sống mà làm chuẩn như vậy thì sau khi làm hết toàn bộ cái đấy xong, mất một năm và số vốn khởi nghiệp 100 triệu đã ra đi không cánh mà bay. Và sau khi nghiên cứu xong thì hết vốn để khởi nghiệp. Vậy thì, nhưng mà nếu mà bạn học hành bài bản, bạn thấy thằng nào khởi nghiệp mà nó về nó nhập hàng phát xong nó ném lên hệ thống online nó bán luôn, mà bạn chấp pháp là bạn sẽ quay sang chửi, bạn bảo mẹ mấy thằng này ngu, làm ăn không bài bản thế này, chí mấy hôm là đóng cửa, nó có đóng khối. Xong bắt đầu nó có tiền, nó phải làm theo kiểu gì ạ? Làm tắt cái đã. Không, nó có tiền xong từ từ nó mới chuẩn hóa hệ thống. Thì đấy nó mới gọi là thực tiễn. Tức là vậy thì, và bạn nhìn thấy, xem các phim trường bạn cũng thấy luôn. Cái anh mới đi học võ thì rất là ngoan, rất là nỗ lực. Bắt đầu có võ giỏi thì bắt đầu ghê gớm, nguy hiểm. Nhưng khi đạt đến đỉnh cao của võ thuật lại vào trong rừng, quay về tính cách của thời trẻ con, chơi với bọn trẻ con cho nó vui vui vậy thôi. Cho nên là trong đời sống cũng vậy, có hai nhóm người. Một nhóm người biết nhiều để khinh khi người khác. Một nhóm người biết nhiều để giúp đỡ người khác. Vì vậy thường họ ở nhóm 1 họ không biết, họ lên nhóm 2 thì bắt đầu họ rơi vào cái thành phần là biết nhiều để khinh khi người khác. Còn khi mà họ biết nhiều hơn chút nữa thì họ lại biết nhiều để giúp đỡ người khác. Thế thì vấn đề ở đây tôi nghĩ bắt đầu từ bạn. Khi bạn nghiên cứu đạo Phật, bạn biết nhiều hơn về tư tưởng của con người. Bạn biết nhiều hơn là con chó nghĩ gì. Bạn biết nhiều hơn là người mà hạ lưu họ hay nghĩ cái gì. Người trung lưu họ nghĩ cái gì. Người trí thượng lưu họ nghĩ cái gì. Và từ đấy bạn ngay từ trong tâm của bạn, bạn đã phân biệt rồi. Và bạn đã toát ra một cái năng lượng tiêu cực rồi. Cho nên họ không chơi với bạn. Thế thì như vậy là bạn mới bảo là từ ngày bạn đi học về bạn cô đơn. Không phải, là do tâm bạn bị phân biệt. Còn khi nào bạn leo lên đến cái tầng 3 thì bây giờ bạn từ bi hỷ xả, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Tôi ví dụ như tôi chưa nói đến cái ngưỡng gì đâu, nhưng mà ví dụ chó nó ăn phân thì nó có ngu không? Nó ngu chứ. Nó có bẩn không? Bẩn chứ. Nhưng vì nó là căn cơ của chó, cho nên nó ăn phân nó rất là vui. Và khó nhất của con người là nhìn thấy chúng sinh vui, là mình vui trong niềm vui của chúng sinh. Còn vui trong niềm vui của mình thì nó là ích kỷ. Còn vui trong niềm vui của chúng sinh thì đấy mới là từ bi hỷ xả. Đấy, chia sẻ với anh như vậy. Và nguy hiểm nhất là chúng ta vừa mới tu xong thì chúng ta có một chút pháp tu về ăn chay. Xong ví dụ nhìn thấy thằng này nó ăn thịt chẳng hạn, là mình quay sang mình gì ạ? Mẹ sợ gật đấy, cái loại mày mẹ cứ ăn thịt ác thế. Mà họ không cùng tầng bậc với mình là họ đuổi mình ra khỏi mâm thôi. Mày ăn chay biến đến chỗ khác để cho bọn tao nhậu. Có mày ngồi đây mất vui, đúng không? Mấy thằng nó đang nói chuyện trai gái cái được chẳng hạn, căn cơ nó vậy. Thế mình bảo là gì? A-di-đà Phật. Chuyện nhục dục mỗi ngày phải hạn chế đi một chút. Thiếu dục chi túc, cuộc đời sẽ hạnh phúc. Nó ngồi nó nghe nó chả hiểu cái mẹ gì. Nó bảo mày nói cái gì lảm nhảm gì, mày gút ra chỗ khác để bọn tao nhậu. Thế nó có phải là họ căn cơ của họ đến đó, thì mình phải chấp nhận mình vui với niềm vui của họ đi, chứ đừng phán xét họ. Và cái vấn đề thứ hai nữa là có đức thì độ. Ví dụ là khi mà bạn chắc chắn rằng bạn mở lời, bạn chia sẻ, bạn góp ý với người ta mà người ta có khả năng thay đổi thì bạn hãy mở lời. Còn bạn mở lời mà bạn biết chắc chắn là không bao giờ nó thay đổi thì bạn phải hiểu là căn cơ kiết sử của nó nằm ở đấy. Vì vậy đừng thay đổi nó. Và khi chúng ta càng muốn thay đổi nó thì có nghĩa là chúng ta tham trước. Vì trong tham nó có 3 loại tham mà. Một là tham của người thành của mình, cái đấy gọi là ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo. Thứ hai là tham của mình cho mình, gọi là ăn tham, ở tham, uống tham. Cho nên là ăn tham thì nó sinh béo phì, ở tham cái nhà to vật vã thì nó mới sinh ra tham tiền,
do mình thích ở cái nhà nó to quá, xong nó vệ sinh ra vất vả lau nhà lau chùi các thứ này khác, bảo dưỡng bảo riếc, rồi tham gì ạ? Tham nó vệ sinh ra sai, cái đấy gọi là tham của mình cho mình, mặc dù mình trả tiền thôi nhưng mà tham của mình cho mình. Còn cái loại thứ ba là tham của mình cho người, thì mình đã căn cơ học đạo Phật ở rằng tầng cao mình có thể ăn chay được, nhưng chúng nó ở tầng thấp chúng nó không ăn chay được, mình cứ ra bị xui nó ăn chay thế nó quay sang nó chửi cho. Như vậy là tham của mình cho gì? Cho người. Cho nên người ta mới bảo là người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo, tức là mình nói một nửa chừng thôi xem họ có muốn không, mà họ không muốn thì thôi, cái đấy gọi là đủ đức thì độ đấy nhá. Chia sẻ với anh như vậy và nhắc lại, tóm lại chốt lại, để mà tu được đạo Phật, gần hơn với chúng sinh, vui hơn với chúng sinh, cho dù nó là ai đi chăng nữa thì chúng ta ở gần họ chúng ta cũng phải vui, và muốn vui được như vậy thì chúng ta phải lên được ở tầng 3, vì tầng 2 biết để khinh khi, tầng 3 biết để chia sẻ giúp đỡ, vì như vậy thì bạn mới đạt được cái ngưỡng từ bi hỷ xả và đạt đến đỉnh của tu, chứ không phải là tu xong rồi chấp pháp. Rồi, cảm ơn bạn, chúc bạn hạnh phúc. Cả nhà thấy có đúng không ạ? Vâng, mời cả nhà uống nước ạ. Cả nhà có dùng được không ạ? Hy vọng là mọi người dùng được. Thực ra thì đạo Phật là dùng mọi cái ngóc ngách trong cuộc sống đấy, chứ không phải riêng ở các vấn đề là ngồi ở trong nhà chùa hay là ngồi thiền định hay là tu học ở đâu thì mới gọi là tu đâu, trong đời sống ngóc ngách mà dùng được hết. Vâng ạ. Tiếp tục câu hỏi của anh Đặng Tuấn. Dạ em chào thầy, chúc thầy buổi tối an lạc. Vâng, cảm ơn anh. Thưa thầy, em muốn hỏi thầy, làm ăn góp vốn chung rất phức tạp, em xin thầy lời khuyên với ạ, nhờ ad ghim bài với ạ. Vâng, chắc chắn một điều là góp vốn với nhau là làm ăn cực kỳ khó. Vì sao? Nếu như hai người mà cùng tâm nhé, đầu tiên cũng trong con người chúng ta gọi là thân tâm tuệ. Nếu hai đứa mà góp vốn với nhau và cùng làm ăn thì việc đầu tiên là cùng tâm tham. Thế nào gọi là cùng tâm tham? Ví dụ đầu tư 10 đồng mà một năm lợi nhuận được 5 đồng thì hai thằng tham như nhau. Và nếu mà phải giải tán thì cùng giải tán thì nó vẫn vui vẻ, vì nó bảo 5 đồng là không thỏa mãn. Nhưng nếu như một thằng tham bỏ 10 đồng mà muốn có 5 đồng, còn thằng khác bỏ 10 đồng chỉ cần có 2 đồng thôi, thế mà không may mà về lợi nhuận được 3 đồng thì thằng 2 đồng vui, thằng 5 đồng buồn và bắt đầu quay sang chửi nhau. Vậy bắt đầu mâu thuẫn đầu tiên trong cổ đông chính là bất đồng về ngưỡng lòng tham. Tiếp. Thứ hai, nếu bỏ 10 đồng mà được 5 đồng mà hai cổ đông ngưỡng lòng tham như nhau và đều thấy vui khi bỏ 10 đồng được 5 đồng, nhưng bắt đầu nó lại mâu thuẫn với nhau ngưỡng của si mê, cũng tạo ra 5 đồng thì có thằng muốn chia hết luôn để mua cái chung cư để còn lấy vợ, thằng khác thì bảo không, mẹ đầu tư tiếp chơi lớn lên không chia tiền, và bắt đầu cãi nhau, thằng thì bảo nên chia, thằng thì bảo giữ lại đầu tư, thế là chửi nhau. Như vậy mâu thuẫn về ngưỡng gì ạ? Cái ngưỡng của si mê. Đầu tiên là mâu thuẫn ngưỡng của tham, hai là mâu thuẫn ngưỡng của si mê. Rồi, ok. Và nên nhớ là tâm của con người luôn luôn biến động, luôn luôn biến động. Tôi lấy ví dụ, tôi đầu tư với bạn 1 tỷ và bạn mang lại cho tôi lợi nhuận 300 triệu một năm, đối với tôi rất hạnh phúc rồi, tôi rất là vui. Nhưng vào một ngày đẹp trời, bỗng thằng bạn tôi nó bảo là nếu ông có 1 tỷ ông đầu tư sang chỗ tôi một năm, tôi sẽ làm cho ông 500 triệu. Và nó chứng minh được khoa học đàng hoàng, và đấy là sự thật. Nào, tôi hỏi ông,
tôi có gây sự để tôi bán cổ phần sang của ông đi và tôi mua bên chỗ kia vì lợi nhuận bên ông có 30%, bên kia 50%. Chuyện đấy có xảy ra không? Có. Vì vậy, ngoài cái việc mà tâm si và tâm tham của hai thằng bằng nhau thì nó còn phải ổn định, tham cũng phải tham ổn định. Chứ còn nếu có cơ hội tốt hơn mà nó bỏ mình nó đi thì cũng chết. Đấy, cho nên là đã thấy rủi ro chưa? Rủi ro chưa? Rủi ro thứ nhất. Rủi ro về tâm. Thứ hai, nó lại bổ sung về tuệ. Ví dụ hai thằng cùng làm với nhau thì một thằng có tuệ về kinh doanh, một thằng có cái tuệ về tài chính và nhân sự, thì hai thằng đấy góp với nhau lại thì lại khoa học. Nhưng nếu hai thằng có cái tuệ kinh doanh như nhau, không thằng nào phục thằng nào, và có khi lại quay sang chửi nhau. Đấy. Thế thì như vậy nó có cái mâu thuẫn về tuệ. Và bắt đầu nó có cái loại thứ ba là mâu thuẫn về thân. Tức là đều là cổ đông, đều là góp vốn. Thậm chí lương của tổng giám đốc và lương của giám đốc kinh doanh là bằng nhau. Trong khi đó thằng giám đốc kinh doanh thì cứ hục làm. Thằng giám đốc kinh doanh làm từ sáng đến tối, hục làm. Thằng tổng giám đốc ngày đến có 2 tiếng. Bắt đầu nó có, mà thằng tổng giám đốc lại lương cao hơn thằng giám đốc kinh doanh. Thế là cuối cùng là lại bì tị với nhau về phần thân. Cho nên bắt đầu hai con người, các cổ đông góp vốn làm chung với nhau, nó bị cực kỳ rủi ro về thân, tâm, tuệ. Vậy thì để giảm thiểu rủi ro về thân, tâm, tuệ, thì tóm lại là chúng ta phải làm rất chặt về mặt điều lệ, rất chặt về mặt điều lệ và luật pháp của doanh nghiệp ngay từ đầu. Ngay từ đầu thì như vậy, mất lòng trước được lòng sau. Nếu công ty đi xuống phá sản thì chúng ta phải đền bù thế nào? Nếu như công ty đi lên và chia tiền thì chia bao nhiêu, còn bao nhiêu phải tái đầu tư? Tất cả những cái quỹ đấy phải làm rất rõ từ đầu. Tức là các kịch bản diễn ra là phải làm từ đầu và dành thời gian 2 ngày. Nhưng thưa các anh chị, đa góp vốn với nhau thì mấy ông nao nhau tầm tầm với nhau xong góp vào thì rất thích tiền, nhưng mà không thằng nào dám đặt vấn đề về tiền. Cho nên cứ nói là thôi thì góp vào đi, tao làm này mày làm kia. Thậm chí công còn không dám mở mồm nhận là tao bao nhiêu phần trăm, mày bao nhiêu phần trăm cơ mà. Thôi cứ làm đi rồi tính. Mà đời sợ nhất là ông bố cho một mảnh đất, không, và bố cho 3 thằng con một mảnh đất, còn không nói là thằng nào được bao nhiêu. Thì đảm bảo sau khi ông bố đi thì 3 thằng con đấy thế nào có thằng đi. Thế cho nên là luật nó phải rất là chuẩn. Và mọi người hay nói là, và bắt đầu từ ở chỗ Việt Nam thì bắt đầu nó sinh ra công ty gia đình. Gia đình là cuối cùng là gì ạ? Thực ra là cổ phần bố ít, con ít, thực ra mẹ ít, thì thực ra là bản chất là có mình của ông bố thôi. Cho nên chả có cái việc mà phải tranh tụng nhau cái gì cả. Nhưng người nước ngoài họ cũng làm công ty gia đình, nhưng họ vẫn có luật chơi đúng như kiểu một công ty chuyên nghiệp vậy. Vậy thì bản chất ở đây tôi muốn nói với bạn là khi tham gia cuộc chơi của cổ đông, đầy rủi ro. Rủi ro về tâm, rủi ro về tuệ và rủi ro về thân. Cho nên để giảm tất cả, thiểu những cái rủi ro đấy thì cách duy nhất đó là luật chơi. Bạn phải làm luật chơi rất là kỹ. Và thôi quảng cáo tí, nếu muốn làm luật chơi chặt chẽ đến mức độ như vậy để không tranh cãi thì nên học lớp CEO quản trị, hơi đắt tiền nếu như muốn thay đổi rồi ạ. Và để đi với nhau nó dài hơi thì phải có những cái bộ công cụ, phải có những cái bảng luật chơi để ký tá với nhau và đưa ra những cái dự báo, đưa ra những cái kịch bản để chúng ta sẵn sàng ứng phó và chấp nhận cái cuộc chơi đó rồi ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng ạ, cảm ơn Đặng Tuấn. Rồi mời cả nhà uống nước ạ. Rồi tiếp tục ạ. Đâu nhỉ, câu hỏi đâu rồi? Ơ chết rồi, sao lại quay? À đây.
Nguyễn Duy Hội có đặt câu hỏi là thầy hay nhắc nhiều đến thánh, thầy nói sơ qua giúp em hiểu được không? Rồi, thế thì bạn hình dung là nó tương tự như này. Trong đời sống này, ví dụ tôi là nông dân thì là tôi giống như là một cái người ở đẳng cấp thấp nhất vậy. Thế thì nông dân là không giúp được ai cái gì cả, mà tôi gọi là tôi là nông dân nghèo nhé. Tất nhiên có bác nông dân thì bác ấy rất là giàu rồi, tôi lấy ví dụ tôi là một nông dân nghèo, tôi không giúp được ai cái gì cả. Thế thì khi mà tôi chủ yếu là tôi mong chờ là đi xin người khác thôi và nhờ người khác hỗ trợ, thì đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là trường hợp là người bình thường, họ muốn giúp lắm, bác nông dân lắm, nhưng họ không có lực để họ giúp, thì đấy là người gì ạ? Người bình thường. Và người thứ ba là quan chẳng hạn. Quan thì là có cái quyền hành trong tay và có thể giúp được người này, giúp được người kia. Vậy nói về cái khả năng nhá, thì nó chia làm ba nhóm. Một người, một cái nhóm là chuyên môn chỉ có đi xin người khác giúp, một cái nhóm là độc lập không xin mà cũng chẳng cho ai cả, và một cái nhóm có khả năng cho người này cho người khác, thì tôi tạm gọi nhóm đấy là nhóm thánh. Vậy thì thánh thì nguyên tắc là vui thì nó sẽ cho, thánh sẽ cho, mà buồn thì thánh sẽ không cho, và thánh thì chấp. Thì như vậy là khi mình đến cầu thánh thì thánh có cho không? Ví dụ đến đền Bà Chúa Kho chẳng hạn, mà chúng ta đốt tiền vàng và vay của bà bao tiền chẳng hạn, thì cuối năm chúng ta phải trả gấp 5, gấp 10 lần. Đấy, thường như vậy chúng ta phải trả lãi. Vậy bản chất là thánh có yêu, có ghét, nhưng hốc được của thánh thì phải trả cho thánh có lãi. Mà nguyên tắc vay của ai thì còn chuối được, chứ vay của thánh không có chuối được. Vậy thánh là một cái nhóm có năng lực tốt hơn con người ta, con người mình, và hoàn toàn có thể là vì cái tâm chấp cho nên yêu kẻ này, ghét kẻ kia, cho nên đến đền mà chửi thánh, mà gọi là phạm vào thánh ấy, là hối không kịp. Nhưng đến đền mà cầu cúng tử tế thì thánh có cho vay mượn lộc, nhưng sau thánh vẫn đòi, vì nguyên tắc đã là người chấp thì có cho, có đòi, có vay, có trả, chứ không cho không của ai cái gì cả. Để chúng ta hiểu về cái tầng bậc. Và trong cái tầng bậc đấy thì chúng ta thấy là có cái tầng bậc của gì ạ? Địa ngục là loại quỷ dữ rồi, là cái loại mà nhốt vào trong ngục rồi, ngạ quỷ. Mà trong đời thường của chúng ta là gọi như trong tù thì chúng ta gọi là địa ngục đấy. Còn ngạ quỷ là cái thành phần mà nó cũng phạm tội nhưng mà chưa đến tội nặng đưa vào ngục tù, thì cái đấy gọi là nhóm cũng sân hận hay đánh nhau ở ngoài đời đấy, gọi là ngạ quỷ chẳng hạn. Cái nhóm thứ ba là nhóm súc sinh, thì thôi súc sinh nó không đánh nhau thì đâu, cũng mải mê làm ăn nhưng mà nó hơi ác tí, thằng nọ hốc của thằng kia, lừa đảo của thằng kia, thì cái nhóm đấy gọi là nhóm súc sinh. Thì cái nhóm thứ tiếp theo là nhóm người, thì nhóm người thì nó đỡ hơn nhưng mà nó vẫn còn tham, vẫn còn tham sân si mạn nghi, nhưng nó đỡ hơn nhiều. Và cái nhóm tiếp theo là nhóm Atula, tức là nhóm thánh đấy. Thánh thì không còn hình tướng nữa, không còn danh sắc nữa, nhưng mà vẫn còn chấp, vẫn còn yêu, vẫn còn ghét, vẫn còn cho và vẫn còn đòi. Thế thì đến Phật thì là Phật không yêu, không ghét, không cho, không đòi, gọi là tâm gì ạ? Tâm vô lậu rồi. Đấy. Thì như vậy đến chùa thì là bạn nói kiểu gì được, Phật không có bao giờ Phật có để đề bộ. Không yêu, không ghét, không độ cho ai cả mà cũng không phạt ai cả. Đấy. Đạo Phật chỉ đưa ra một cái quy luật để cho chúng ta vận hành cuộc sống thôi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là thánh thì giúp được chúng ta, nhưng có vay, có trả, và nguyên tắc ông hiểu là vay tiền ngân hàng rồi đấy. Nếu họ đòi thì nguy hiểm lắm. Hai nữa là vay tiền của xã hội đen thì càng nguy hiểm nữa. Chứ vay tiền của thánh là không thể đùa được. Vay là phải trả, và trả thì phải trả có lãi, chứ không thể nói đơn giản được, để cho các anh chị thấy. Và chính vì vậy mà người ta hay đi lễ thánh, chứ ít khi mà lễ Phật lắm. Đến Phật gọi là chủ yếu đi vãn cảnh chùa thôi.
Và những người mà họ thích lọc lá thì họ hay đi lễ thánh. Rồi mà lễ thì thánh hay ở đâu? Thánh thì ở đền, Phật thì ở chùa. Đấy, để mọi người dễ hình dung. Rồi ạ, cảm ơn. Minh Huệ có đặt câu hỏi: Thầy ơi, thầy cho em lời khuyên mới ra trường nên đi làm theo tiền hay theo đam mê ạ? À? Em cảm ơn thầy. Thứ nhất là ra trường mà mới đi làm thì đi theo tiền cũng chẳng có tiền đâu. Thầy xin lỗi em, kể cả là em có xin việc và họ thấy em khéo léo nhưng mà em không làm ra được cái giá trị gì thì rồi họ cũng cho em nghỉ thôi. Cho nên là mới ra trường thì cái chạy theo, tôi cũng không nói là chạy theo đam mê, mà tôi cũng chẳng nói là chạy theo tiền, mà bạn phải chạy theo cái giá trị của bạn đóng góp vào doanh nghiệp, đóng góp vào doanh nghiệp và đóng góp cho khách hàng. Bạn chạy theo cái đó cho tôi thì chắc chắn một điều rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Còn nếu mà bạn chạy theo tiền thì tôi khẳng định không có tiền đâu. Bởi vì tiền nó đi theo ta chứ không phải ta chạy theo tiền. Và bạn làm tốt thì tiền nó bám theo nó về, chứ không phải là gì ạ? Tiền nó chạy đằng trước và bạn chạy thục mạng đằng sau thì bạn sẽ vớ được tiền, không có. Vậy vốn dĩ tiền nó là hệ lụy của ta, nó là hệ quả. Vậy tiền theo ta chứ không phải là ta theo tiền. Vì nếu bạn mang lại giá trị cho doanh nghiệp và cho khách hàng thì tiền nó theo bạn nó về, chứ không phải là bạn chạy đi theo con đường tiền thì tự khắc bạn có tiền, không phải thế. Như vậy tôi nhắc lại, bản chất tiền chạy theo người chứ không phải người chạy theo tiền. Đấy, vì vậy là bạn cũng không cần phải làm bằng đam mê, mà tôi cũng chẳng nói bạn là chạy theo tiền vì bạn không bao giờ đuổi kịp tiền. Nói thế cho nó nhanh. Thì bạn chỉ tập trung vào mang lại hiệu quả của cái giá trị của bạn đóng góp cho doanh nghiệp, phải đo bằng hệ thống KPI mà doanh nghiệp nào cũng có. Thứ hai, bằng giá trị của bạn mang lại cho khách hàng. Hai cái đó là hai thứ quan trọng nhất. Và ngày nào bạn không mang lại giá trị gì thì tiền làm sao nó theo bạn nó về được, đúng không? Rồi, mà bạn chạy theo đam mê của bạn thôi mà bạn cũng chẳng mang gì hiệu quả cho doanh nghiệp, cũng chẳng mang hiệu quả thì cho khách hàng, thì bạn trở thành kẻ ích kỷ. Tức là đi chơi bằng đam mê của mình nhưng bắt thằng khác trả lương cho mình. Như vậy là dã man đi còn gì nhá. Vậy thì nếu mà chơi bằng đúng đam mê của mình không thì về xin tiền bố mẹ, tiếp tục xin 10 năm nữa và chơi đúng bằng đam mê luôn, không cần thằng nào nuôi vì bố mẹ nuôi rồi. Thứ hai là nếu mà chạy theo tiền mà không biết làm cái gì thì tôi khẳng định là không bao giờ có chuyện đấy đâu, vì vốn dĩ tiền nó chạy theo người chứ không phải người chạy theo tiền. Rồi, tiếp. Và muốn phát triển được sự nghiệp, tập trung hai việc: một, mang lại giá trị bản thân của mình cho doanh nghiệp; hai, giá trị bản thân của mình đóng góp vào cho hệ thống của khách hàng. Hai việc đấy là hai việc quan trọng nhất, đảm bảo rằng bạn sẽ có sự tiến bộ chắc chắn trong sự nghiệp. Rồi, cảm ơn bạn. Trần Cường có đặt câu hỏi: Thầy ơi, nhậu nhẹt rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy tinh thần nhân viên. Vậy thầy chỉ em cách nhậu thế nào để giữ được không khí vui vẻ, đúng mực với nhân viên hoặc với sếp mình được không ạ? Em chân thành cảm ơn thầy. Thứ nhất là tôi kể cho anh nghe câu chuyện ví dụ thế này. Cái ngày mà tôi tổng kết quý thì phải của hệ thống kinh doanh. Thế thì hôm ấy thì tôi vốn dĩ là tôi không thích nhậu. Thế thì có một cậu giám đốc kinh doanh, cậu bảo là: Thầy ơi, có thầy nhậu là anh em nó khí thế lắm, nó rôm rả lắm, vì không có thầy là nó mất vui. Xong tôi bảo: Được, hôm nay tao sẽ chứng minh cho mày là có tao và không có tao thì nó vui hơn hay là không vui. Thế là tôi ra tôi uống 2 ly bia. Xong tôi bảo nó là: Bây giờ tao về. Xong tôi về, nhưng mà thực ra là tôi ngồi ở cái quán trà đá ở xa xa ấy, và tôi nhìn vào, tôi thấy từ lúc tôi về là tôi thấy anh em chúng nó uống liên tục, nó khí thế hơn rất là nhiều lần, vui hơn nhiều.
Và tôi phát hiện ra một điều là gì? Mình cứ tưởng mình ở đấy là làm chúng nó vui, nhưng thực ra mình ở đấy làm chúng nó buồn. Vậy đôi khi có những cái mà chúng ta tưởng, nhưng đời không như ta nghĩ. Đời không như ta nghĩ. Không hẳn là nhậu đã làm anh em vui. Và thưa với anh, một người sếp để tạo động lực cho anh em thì gồm có hai phần. Động lực được chia làm hai phần. Một phần gọi là động cơ, và một phần gọi là gì ạ? Lực, tức là khả năng. Động lực, động tức là nói đến động cơ để họ đi, và hai là lực là khả năng. Vậy động cơ để họ đi chính là thu nhập, cơ chế thu nhập theo hiệu quả. Đấy chính là động cơ phía đằng trước, là cái động lực phía đằng trước để họ đi. Và thứ hai, họ có khả năng gặt hái được cái kết quả của cái cơ chế đấy. Thì bạn phải có hai nguyên tắc. Một là xây cho họ con đường để họ đi nhanh, tức là bạn phải xây quy trình. Với một nhà quản lý, bạn phải xây được quy trình cho anh em. Thứ hai là bạn phải hỗ trợ huấn luyện cho anh em lái xe để nó đi nhanh hơn, tức là dạy kỹ năng cho anh em để họ đi nhanh hơn. Và tôi đảm bảo khi bạn giao một việc, bạn giao xuống một cơ chế là họ có động lực, họ có động cơ kiếm tiền theo hiệu quả để họ đi. Thứ hai là bạn đã làm sẵn quy trình cho họ, tức là họ có khả năng với được cái kết quả đó. Và thứ ba, mỗi một lần họ mệt mỏi, họ không có kỹ năng, bạn bên cạnh bạn dạy họ, thì đó chính là sự tạo ra sự hoàn hảo về động lực, chứ không phải động lực thông qua các bữa nhậu. Cái bữa nhậu đấy thì vốn dĩ thì tôi lại quay trở lại, nó chỉ là khoái lạc. Mà nguyên tắc, cái gì khoái lạc? Khoái lạc tức là niềm vui trong ngắn hạn. Mà cái gì khoái lạc thì sau đó chúng ta đều phải trả giá cho cái gì ạ? Cho cái nỗi buồn. Ví dụ nhậu ngày hôm nay, chắc chắn là ngày mai làm việc. Nhậu mà nó vui đến mức độ tưng bừng, nhậu mà không vui thì không nhậu, mà nhậu mà nó vui thì chắc chắn ngày mai làm việc lấy đâu mà có cái sức khỏe. Chẳng qua là anh em nó nhậu vui thì hôm sau nó đến cơ quan nó bàn tán rôm rả tí, thế là mọi người cứ nghĩ là đấy là nó làm việc đang hiệu quả, nó đang rôm rả vãi. Cái lực chính là lực trong mỗi một con người nó muốn vươn lên, thì cái đấy nó mới quan trọng hơn. Và trong con người bạn muốn khỏe mạnh thì chính là mỗi một tế bào nó khỏe mạnh và nó muốn, nó có sức sống mãnh liệt, thì đấy mới là cơ thể của bạn khỏe. Chứ không phải là cơ thể của bạn khỏe là có thể nhìn bạn là trông nó vui vẻ, nó khoái lạc, thì đấy nó khỏe lắm, không phải. Mỗi tế bào nó khỏe, và để cho hệ thống nó phát triển thì mỗi một nhân viên nó có một cái động lực. Vậy tôi nhắc lại, nhậu không phải là vấn đề, chưa bao giờ là vấn đề tạo động lực, chẳng qua là bạn nghĩ vậy thôi. Quan trọng nhất là bạn xây dựng cơ chế chính sách theo hiệu quả để đảm bảo nếu anh em nó làm tốt, thu nhập nó cao lên và tức nó tính được lương cho nó. Hai, hãy xây dựng quy trình cho họ, tức là làm cho họ con đường cao tốc để họ đi ngon lành, xây dựng đóng gói quy trình. Ba, hãy đứng ở bên cạnh họ và huấn luyện cho họ các kỹ năng cần thiết nếu như họ chưa làm lành nghề. Đó chính là cách bạn giúp mình, giúp người và giúp khách hàng. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Chúc bạn chọn cách tạo động lực một cách chuẩn mực. Rồi ạ. Nguyễn Quốc Thương có đặt câu hỏi: em chào thầy, thầy cho em hỏi, theo quan điểm của Phật giáo, sau khi qua đời thì con người ta nên mai táng hay hỏa táng hay là ướp xác là hay nhất ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Thực ra thì từ xa xưa thì đã có các phương pháp mà mai táng rồi, đúng không? Anh cũng đã nêu ra ở đây rồi, nào là gọi là hỏa táng tức là đốt đi, rồi là thổ táng tức là chôn, rồi là thủy táng tức là thả trên sông cho cá nó rỉ á, xong rồi là còn treo ở trên cành cây, tôi quên mất cái tên nó, cái đấy gọi là cái gì táng đấy, tóm lại là lung tung táng.
Thế thì như vậy là, nhưng mà tóm lại là tán kiểu gì cũng vậy thôi. Suy cho cùng, trong con người ta gồm 3 phần: thân, tâm, tuệ. Cả một đời sống này, thân là phương tiện để chúng ta lăn lộn trong đời sống. Tuệ chính là nhân duyên để chúng ta nhìn thấy đâu là đúng, đâu là sai ở trong tâm. Có tuệ là nhìn vào bên trong tâm nhé. Và sau đó mình sửa tâm, mình sửa được tâm đi. Vậy tuệ là nhân duyên soi sáng và phát hiện ra tâm của mình chỗ nào có ròi, có bọ, để mình bóc cái tâm xấu ấy đi, thì nó còn lại cái tâm tốt. Và cái thân nó chính là phương tiện. Vậy thì vốn dĩ khi cái thân này nó chết đi thì thân ta làm bằng thân tứ đại: đất, nước, lửa và gió. Cái gì của cát bụi trả về cho cát bụi, dù có đốt lên, dù có thả trôi sông, dù có chôn dưới đất, dù có treo trên cây, thì cát bụi vẫn ở trong cái thế giới cát bụi này thôi, nó chả đi đâu cả. Vậy thì chúng ta mai táng bằng cách nào cũng thế thôi. Chỉ có điều càng ngày con người càng văn minh thì họ chọn cách mai táng để nó không làm phiền lụy đến người sống. Ví dụ ướp xác sẽ làm phiền đến người sống, bởi vì chi phí để duy trì không hề đơn giản. Hai, thổ táng thì bắt đầu nó liên quan đến cái gì ạ? Đất và tài nguyên nước. Bắt đầu nếu mà để lâu nó sẽ có vấn đề. Ba là thủy táng thì nó hỏng toàn bộ hệ sinh thái. Và chúng ta hình dung là cứ người nó cứ đành bành, nó trôi trên sông thì chuyện gì nó xảy ra? Thì nó liên quan đến hệ sinh thái. Và hỏa táng thì bây giờ rất là tuyệt vời, nó gọn gàng. Thứ hai là nó không để lại những cái hệ lụy liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Thứ ba là nó không ảnh hưởng đến hệ sinh thái của môi trường. Như vậy người ta chọn cái cách hỏa táng là nói về mặt duy tâm là không có dính gì vào nhé. Nó chỉ là văn minh thôi, vì nó liên quan đến người chết đi còn vậy, nhưng để cho người sống có một môi trường sạch sẽ thì hỏa táng là một cái cách mà người ta, thế giới văn minh người ta hay lựa chọn rồi ạ. Còn tất nhiên là ở đâu đó các anh chị sẽ bảo là lãnh tụ họ thường không chọn hỏa táng, mà lãnh tụ thường chọn thổ táng, thậm chí là ướp xác. Thì thực ra là chưa chắc đã phải lãnh tụ muốn, mà ở đấy là có khi người sống họ muốn như thế, họ lưu lại và để có nhiều người đến thăm. Thì sau đấy nó còn nhiều vấn đề lắm, chứ nó không phải là một vấn đề như chúng ta nghĩ. Rồi ạ, tôi cũng không muốn bàn sâu vào vấn đề này. Thế thì như vậy là tóm lại, khi chúng ta chết thì thân chúng ta cát bụi trở về với cát bụi. Tâm của chúng ta sau một đời người được tiến hóa. Ví dụ trước kia chúng ta sinh ra trong một gia đình nhầy nhụa nhơ nhớp, thì tôi gọi là thân của chúng ta, là cái tâm của chúng ta là tâm của kẻ hạ lưu, cho nên phải rơi vào cái gia đình kiểu như vậy. Nhưng trong quá trình họ sống, họ tu tập, họ lao động, tích đức, thì đến lúc mà họ chết đi, tâm của họ đã trở thành người thượng lưu rồi. Và bây giờ cái A lại gia thức của họ là thượng lưu, và kiếp sau luân hồi họ sinh ra một cái đã nằm ở gia đình thượng lưu luôn. Vậy cho nên như tôi sinh ra ở quê và một gia đình cũng bình thường, thì tôi hiểu là phước báu của tôi không bằng các anh chị khác, cho nên tôi phải biết rõ câu chuyện đấy. Vì vậy mình phải nỗ lực hơn, mình phải nỗ lực hơn người khác, vì mình hiểu là trong cái vô lượng kiếp trước là mình mải rong chơi quá, cũng không tử tế gì, cho nên phước báu nó ít, nên kiếp này mình phải nỗ lực thôi chứ biết làm sao được. Rồi ạ. Thế thì đấy, muốn chia sẻ với anh là một chút về cái câu chuyện của mai táng. Và cuối cùng chúng ta chết đi còn giữ lại duy nhất là phần tâm, và trong đời sống này lao động phần thân nó sinh ra tuệ. Tuệ thì giúp cho chúng ta nhìn thấy tâm của chúng ta có vấn đề chỗ nào để mình sửa cái tâm của mình, và đến cuối đời sửa được cái tâm là đó là sự tiến hóa về mặt gì ạ? Vòng đời cho cái vòng tiếp theo rồi. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh chị. Long Vũ có đặt câu hỏi: con chào thầy ạ. Thầy ơi, Startup là một hành trình dài đầy khó khăn và rủi ro.
Cho con hỏi là làm thế nào để tìm được những cộng sự tốt có thể cùng mình vượt qua những khó khăn và đi đến thành công ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Thưa với bạn, bạn hãy nhìn tất cả những người thành công. Họ chỉ có tầm, nếu một công ty mà có độ khoảng 200 nhân sự thì họ có đến 2 đến 5 nhân sự được gọi là cộng sự trung thành. Đã là quý lắm rồi. Và có những công ty nhỏ khoảng 30 người thì đi làm suốt 20 năm cũng chỉ có 2 cộng sự thân tín với nhau, là làm với nhau, ăn với nhau, ngủ với nhau và quan hệ với nhau, đó là vợ chồng. Thưa với anh như vậy, để cho chúng ta hiểu là mỗi một nhân viên họ chỉ có một sứ mệnh trong một thời điểm đối với doanh nghiệp. Và kẻ nào mong chờ rằng sẽ có một người bạn họ sẽ đồng hành với mình trong suốt thời gian 10, 20 năm, thậm chí đến cuối đời, điều đó là không thể. Vì nó rất ít khi diễn ra. Rất ít khi diễn ra. Nó không có thật ở trên cuộc đời này. Hiếm lắm. Trong 100 ông chủ thì chỉ có vài ông chủ là có được những cái đồng nghiệp mà đi với mình trong suốt từ lúc khởi nghiệp cho đến lúc gì ạ? Ông ấy chết đi thôi. Đặc biệt là ở Việt Nam. Ở nước ngoài thì có, chứ ở Việt Nam thì ít lắm. Để cho bạn hiểu như vậy. Và đừng mong chờ thứ mà nó không có. Vậy thì bạn phải làm luật chơi cho nó rất là chuẩn đối với staff. Và nếu như hôm nay người này không làm được thì sẽ có người khác họ vào họ chung với mình. Và mỗi một người chỉ đóng góp sứ mệnh trong một thời gian thôi. Ngay kể cả con người của mình cũng vậy. Có vài tỷ neuron thần kinh và tế bào. Nhưng trong đó có vài chục tỷ tế bào, nhưng trong đó cũng chỉ có vài tỷ tế bào gốc thôi. Và cái tế bào gốc ấy nó theo mình gì ạ? Trong suốt cuộc đời này. Còn lại chủ yếu là tế bào con. Mỗi các tế bào con nó được sống, chu kỳ sống của nó là sau 28 ngày nó chết đi. Và tế bào gốc nó lại đẻ ra tế bào con. Chính vì vậy mà chúng ta với kỳ nó ra ghét, sẹo nó lại lành, là do cái tế bào gì ạ? Tế bào gốc nó sinh ra tế bào con. Vậy cho nên để chúng ta thấy là gì ạ? Trong doanh nghiệp cũng vậy. Bạn phải hiểu là mình là tế bào gốc. Thế thì cùng nắm là có 1-2 tế bào gốc nữa là hạnh phúc lắm rồi, mà khó lắm. Thế thì và thường đi với nhau vài năm mới tìm được tế bào gốc, chứ không phải là tìm ngay được. Vậy thì để chúng ta thấy là bạn đừng mong chờ điều đó. Mà không mong chờ điều đó thì cái cách tử tế nhất, hữu hiệu nhất là đi xây dựng một luật chơi cho nó gì ạ? Nét căn. Và mỗi người có sứ mệnh trong một giai đoạn. Đừng để mọi người phải thiệt thòi, đau khổ. Và mọi thứ chơi theo luật chơi, chứ không chơi theo bản bạc và cảm tính. Rồi ạ, cảm ơn bạn, chúc bạn thành công. Phan Kiên Thành có đặt câu hỏi: thầy ơi, em năm nay 27 tuổi, em làm kinh doanh giỏi thì không, kém thì cũng không phải, tức là làm ở cái dạng trung bình khớ, đúng không ạ? Em sinh con thứ nhất, em thấy cuộc sống nữ giới, em thấy cuộc sống thư thái, thật đáng sống. Khi bắt đầu sinh bé thứ hai, em tự dưng bị thay đổi, muốn nhà, muốn xe, muốn cái gì để lại tiếng cho đời. Em giờ không tài nào ngủ được quá 3 tiếng. Em thấy mình chênh vênh. Thầy có em cho em lời khuyên không? Vậy thì nguyên nhân của em là em muốn cho nên em khổ. Em muốn cho nên em khổ. Vậy thì cứ tìm được nguyên nhân mà gỡ được nguyên nhân đi thì nó gì ạ? Nó hết khổ. Vậy gỡ cái muốn đi. Nhưng mà khi bạn gỡ cái muốn nhà, muốn xe đi, muốn nhà to, nhà đẹp và muốn xe đẹp đi, thì cái thứ lo lắng lớn nhất trong con người bạn, bạn lại bảo là nếu mà gỡ cái muốn ấy đi thì mình hết động lực làm việc. Tôi nhắc lại, chả có động lực làm việc để kiếm tiền đâu nhá. Mà cách quan trọng nhất để bạn kiếm được những đồng tiền đó
là bạn phải muốn cho đi giá trị cho khách hàng, cho doanh nghiệp. Đó là thứ duy nhất bạn phải làm. Bạn muốn có kết quả thì bạn hãy quên cái quả của cây đi. Mà thứ duy nhất trong đầu bạn lúc ngủ, bạn chỉ nghĩ về muốn làm sao mà tưới tắm cho cái cây ấy nó tốt nhất, nó đúng kỳ hạn nhất, và mỗi sáng dậy tưới cho cây nó đúng nhất. Thì bạn không mong có quả thì quả nó cũng về. Vậy tôi nhắc lại, nỗi khổ của bạn đó chính là cầu bất đắc khổ. Nguyên nhân của khổ đấy, à, nỗi khổ đấy là cầu bất đắc khổ. Bạn cầu có nhà, cầu có xe, và nguyên nhân chính là do bạn mong cầu. Vậy muốn bỏ mong cầu, à, muốn hết khổ thì bạn bỏ cái mong cầu đi, đừng mong nhà mong xe nữa. Thế bạn bảo là nếu mà tôi không mong nhà mong xe thì sợ nó không có nhà không có xe. Không, không bao giờ. Tôi nói lại, tiền đi theo người chứ không phải người chạy theo tiền. Vậy bạn cứ mang lại giá trị cho khách hàng, nghĩ cách mang lại giá trị, thỏa mãn nhu cầu của con người, thì dứt khoát tiền nó sẽ đi theo bạn. Và bây giờ bạn không cần nghĩ đến tiền thì tiền khắc nó sẽ về. Còn nếu ngày nào bạn còn nghĩ đến tiền thì bạn chỉ có rời xa tiền thôi. Bởi vì khiến cho trí tuệ của bạn trở nên mụ mị, bạn sẽ tìm cách kiếm trác, và ít khi bạn dùng trí thông minh vào cái việc mà mang đến, nghĩ đến mang cái giá trị cho khách hàng, thì tiền nó không về với bạn đâu. Vậy tôi nhắc lại, nỗi khổ của bạn là tâm mong cầu. Muốn gỡ được nỗi khổ, bỏ tâm mong cầu. Muốn bỏ được tâm mong cầu thì sợ không có tài sản. Không, tiền chạy theo người, mà người thì chạy theo cái cây mà bạn chăm sóc. Và cây của chúng ta chính là khách hàng, chính là doanh nghiệp. Hãy làm thật tốt việc đó thì khắc tiền nó sẽ về với bạn, mà hàng đêm bạn vẫn ngủ an giấc, vẫn ngủ an giấc, và bạn sẽ thấy cuộc sống nó thay đổi ngay lập tức. Chúc cho bạn sớm tìm được lại cuộc sống hạnh phúc như lúc gái một con trông mòn con mắt. Rồi, cảm ơn bạn. Tinh thần bây giờ là 9:20, chắc đến giờ chúng ta phải nghỉ rồi. Hôm nay Tuấn trả lời nhanh hơn, vội hơn để đáp ứng được nhiều câu hỏi của mọi người hơn. Hy vọng là những cái buổi tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề. Hôm nay tôi thấy là một số câu hỏi nó cũng rất là sát. Thế thì theo lộ trình thì là chúng ta có một chương trình nữa vào tối thứ tư. Như vậy chúng ta sẽ có chu kỳ đều đặn vào tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu. Vì vậy tối thứ tư tới thì chúng ta lại gặp nhau 20 giờ trên kênh của fanpage của Học viện Siêu Việt Nam. Và cuối cùng là xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối an lành. Gặp lại nhau 20 giờ tối thứ tư ngày 15 tháng 4 của tuần này. Rồi ạ, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.